Hey guys, welcome back to lời giải hay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lời giải hay.com. Today we learn unit 4, graduation and choosing a career. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài số 4, nói về việc tốt nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp. Lesson 3, bài số 3, tiết số 3. Can you talk about your qualifications and experience? Bạn có thể nói về bằng cấp của bạn và những kinh nghiệm Filling a resume, à chúng ta sẽ điền vào hồ sơ cá nhân. Writing skill, writing resume in English. Trong phần kỹ năng viết, chúng ta sẽ học cách viết về hồ sơ cá nhân bằng tiếng Anh. Đầu tiên, let's talk. In pairs, look at the picture. What are these people doing? What documents would do you need if you want to apply for a job? Hãy làm việc theo cặp quan sát các bức tranh những người này đang làm gì bạn cần những giấy tờ gì nếu muốn xin việc vậy chúng ta nhìn các bức tranh chúng ta thấy rằng là à, họ đang phỏng vấn xin việc đúng không đó và khi mà đi xin việc thì nhà tuyển dụng có thể yêu cầu bạn những giấy tờ ví dụ như là à, cv đúng không hoặc là sơ yêu lý lịch của bạn này hay là đơn xin việc hoặc là thư xin việc đó hay là một lá thư động viên để thể hiện mong muốn bắt đầu làm một công việc nhất định đúng không hay có thể là thư giới thiệu thường là do người sử dụng lao động và cộng tác viên trước đây cấp và trong đó thì mô tả các kỹ năng và điểm mạnh của bạn chẳng hạn đó vì chúng ta thấy rằng là khi đi xin việc thì có rất là nhiều những giấy tờ chúng ta có thể cần để chúng ta xin việc nhé vậy chúng ta sẽ cùng nhau thực hành phần này cô có một phần mẫu như sau chúng ta có thể tham khảo phần mẫu nhé They are interviewing for a job. When applying for a job, the employer could ask you for the following documents your CV or resume, an application or cover letter that is an official request to apply for a job, a motivation letter where you express your desire to start working on a certain job, a letter of recommendation which is usually issued by a by previous employers or collaborators and which describe your, your skills and strengths. Vậy là nhìn bức tranh thì thấy chúng ta thấy rằng là họ đang phỏng vấn xin việc và khi đi xin việc thì nhà tuyển dụng có thể yêu cầu bạn những giấy tờ như sau. Thứ nhất là CV hoặc là sơ yếu lý lịch của bạn. Thứ hai đó là đơn xin việc hoặc là thư xin việc. Đó là một trong những cái yêu cầu chính thức để xin việc tiếp theo có thể là một lá thư động viên thể hiện mong muốn bắt đầu làm làm một công việc nhất định một bức thư giới thiệu thường do người sử dụng lao động và cộng tác viên trước đây cung cấp cho mình trong đó mô tả các kỹ năng và điểm mạnh của bạn vậy đó chính là phần đầu tiên let's talk bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần listening kỹ năng nghe A. Listen to a teacher talking about how to write resume. What it is mainly about. Hãy nghe giáo viên nói về cách viết sơ yếu lý lịch. Nó chủ yếu nói về cái gì? 1. How to write each section of a resume. Cách viết từng phần trong CV. Number 2. Common mistakes to avoid. Những lỗi thường gặp cần phải tránh. Number 3. Important things that make a good resume. Những điều quan trọng tạo nên một bản lý lịch tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe file nghe số 61 và chúng ta sẽ chọn đáp án xem là à đoạn văn này nói về cái gì các nhé. Unit 4. Graduation and choosing a career. Lesson 3. Listening. Good morning, class. Today we're going to discuss how to write a resume. It's the first thing that potential employers see, so it's really important that it's well written. The first thing that you'll often see on a resume, after the name and contact information, is a professional profile. This summarizes who you are and what you can offer a company. You'll want to use positive language because, after all, you're trying to sell yourself as a good employee. However, don't make up things that aren't true, and make sure that your profile relates to the job you're applying for. If this resume is for your first job, you might feel unsure what to write about, but don't worry. One thing you can do is highlight your education. This includes your grades if they're good, awards you've received, and classes that can be helpful for the job, such as IT or foreign languages. Another thing you can focus on is your volunteer work and school club activities. Again, highlight related responsibilities and skills that can be helpful for the job. For example, if the job requires organizational skills, you can include organized meetings and scheduled appointments. Or if it requires customer service skills, you can include greeted participants and assisted them with their needs during volunteer events. Finally, you should go over your resume many times and make sure that it doesn't have any mistakes because that'll leave a really bad impression. Now, do you have any questions? Rồi, chúng ta vừa nghe xong file nghe số 61. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phần transcript của ngày hôm nay, Good morning, class. Today, we are going to discuss how to write a resume. It's the first thing that potential employers see. So, it's really important that it is well written. The first thing that you will often see on a resume after the name and contact information is a professional profile. This summarizes who you are and what you can offer a company. giờ chúng ta sẽ dịch đoạn này trước các em nhé chào buổi sáng cả lớp hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cách viết sơ yếu lý lịch đó là điều đầu tiên mà nhà tuyển dụng tiềm năng nhìn thấy vì vậy điều thực sự quan trọng là nó được viết tốt điều đầu tiên bạn thường thấy trong sơ yếu lý lịch sau tên và thông tin liên hệ là một hồ sơ chuyên nghiệp điều này tóm tắt bạn là ai và bạn có thể cung cấp những gì cho công ty tiếp theo You don't want to use positive language because, after all, you are trying to sell yourself as a good employee. However, don't make up things that aren't true. And make sure that your profile relates to the job you are applying for. If this resume is for your first job, you might feel unsure what to write about. But don't worry. One thing you can do is highlight your education. Chúng ta dịch tiếp tục đến đoạn này. Bạn sẽ muốn sử dụng ngôn ngữ tích cực vì suy cho cùng, bạn đang cố chứng tỏ mình là một nhân viên giỏi. Tuy nhiên, đừng bịa đặt những điều không có thật và hãy chắc chắn rằng hồ sơ của bạn có liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển. Nếu bản lý lịch này dành cho công việc đầu tiên của bạn thì bạn có thể cảm thấy không chắc chắn nên viết về điều gì. Nhưng đừng lo lắng. Một điều bạn có thể làm là nêu bật trình độ học vấn của bạn. This includes your grades. If they are good at or worse, you will receive in classes that can be helpful for the job, such as it is or a foreign languages. Another thing you can focus on is your volunteer work and school club activities. Again highlight related responsibility and skill that can be helpful for the job for example if the job requires organizational skills you can include organize meetings and schedule appointments or if it requ requires customer service skills you can include greeted participants and assist them with their needs during volunteer events finally You should go over your resume many times and make sure that it doesn't have any mistakes because that will leave a really bad impression. Now, do you have any questions? Chúng ta cùng dịch tiếp. Điều này bao gồm điểm số của bạn, nếu bạn nhận được những giải thưởng tốt và các lớp học có thể hữu ích cho công việc, chẳng hạn như là môn học hoặc là ngoại ngữ. Một điều khác bạn có thể tập trung vào là công việc tình nguyện và hoạt động câu lạc bộ của trường. Một lần nữa thì hãy nêu bật những trách nhiệm và kỹ năng liên quan có thể là hữu ích cho công việc. Ví dụ, nếu công việc yêu cầu kỹ năng tổ chức, bạn có thể bao gồm các cuộc các cuộc họp được tổ chức và các cuộc hẹn đã lên đã được lên lịch, hoặc là nếu công việc đó yêu cầu kỹ năng dịch vụ khách hàng thì bạn có thể bao gồm những người tham gia được chào đón và hỗ trợ họ theo nhu cầu của họ trong các sự kiện tình nguyện. Cuối cùng là bạn nên xem lại sở hữu lý lịch của mình nhiều lần và phải đảm bảo rằng nó không có sai sót nào vì điều đó sẽ để, sẽ để lại ấn tượng rất là xấu. Bây giờ bạn có câu hỏi nào nữa không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời phần A. Vậy sau khi đọc xong cái phần transcript này thì chúng ta thấy rằng là à ý chính của cái đoạn này đang nói là gì nhỉ? À, đó là những điều quan trọng để tạo nên một bản lý lịch tốt, đúng không? Vậy đáp án phù hợp nhất trong phần A, phần nghe Chúng ta sẽ chọn đó là đáp án số 3 Đó, đáp án số 3 Important things that make a good resume Những điều quan trọng tạo nên một bản lý lịch tốt Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần B Now, listen and fill in the blanks. Bây giờ, Hãy cùng nhau lắng nghe và điền vào chỗ trống. Chúng ta có 5 câu tương ứng với nó là 5 chỗ trống. Bây giờ chúng ta sẽ điền vào các chỗ trống này xem là từ nào còn thiếu kem nhé. Number 1. You should use dadad for your professional profile. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần transcript và chúng ta xem rằng là à Thông tin trong bài có nói đến gì nhé. các bạn sẽ thấy uh, thông tin trong bài đây you want to use positive language because after all you are trying to sell yourself as a good employee bạn sẽ muốn sử dụng ngôn ngữ tích cực vì suy cho cùng bạn đang cố chứng tỏ mình là một nhân viên giỏi vậy chúng ta sẽ có cụm từ đó là positive language đó ngôn ngữ tích cực nghĩa là bạn nên sử dụng ngôn ngữ tích cực cho hồ sơ chuyên nghiệp của mình Vậy chúng ta sẽ điền đáp án câu số 1 đó là positive language. Đó, positive language, ngôn ngữ tích cực. Next number 2, câu số 2. Job profile should relate to. Hồ sơ của bạn phải liên quan đến, liên quan đến cái gì? Vậy thông tin trong bài chúng ta thấy rằng hồ sơ của bạn liên quan đến cái gì chúng ta sẽ cùng nhau xem thông tin như sau. Đây. And make sure that your profile relates to the job you are applying for. Và hãy chắc chắn rằng hồ sơ của bạn có liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển, đúng không? Vậy thì hồ sơ của bạn phải liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển đó chính là the job you are applying for chúng ta sẽ điền đáp án trong câu số 2 đó là to the job you're applying for đó vậy là hồ sơ của bạn thì phải liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển next number three câu số 3 People without working experience could highlight their that should highlight their. Những người chưa có kinh nghiệm làm việc nên nêu bật cái gì đó của họ. Đó, những người chưa có kinh nghiệm làm việc thì nên nêu bật cái gì của họ. Vậy chúng ta thấy thông tin trong bài có nói đến như sau. Thông tin trong câu số 3 có nói đây. If this resume is for if for your first job, you might feel unsure what to write about. Don't worry. One thing you can do is highlight your education. Đó. Nếu bản lý lịch này dành cho công việc đầu tiên của bạn, bạn có thể cảm thấy không chắc chắn nên viết về điều gì, nhưng mà đừng lo lắng. Một điều bạn có thể làm là nêu bật trình độ học vấn của bạn Vậy chúng ta thấy rằng có nói là Highlight your education Đó Vậy là hãy nêu bật trình độ học vấn của mình Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 3 Đó là highlight their education Đó, hãy nêu bật được cái trình độ học vấn của bạn lên Đúng không? Next one Tiếp theo câu số 4. Number 4. Another thing they can focus on is that and school and club activities. Một điều khác họ có thể tập trung là chấm chấm này và các hoạt động câu lạc bộ ở trường. Bây giờ chúng ta thấy thông tin có nói đến một điều khác mà họ nên tập trung như sau. Đây chính là câu này đây. Another thing you can focus on is your volunteer work in school and club activities. Một điều khác bạn có thể tập trung vào là công việc tình nguyện và hoạt động câu lạc bộ của trường. Vậy chúng ta sẽ điền đáp án đó là, à đó chính là uh, công việc tình nguyện của bạn, đúng không? Đấy, vậy là một điều khác họ có thể tập trung vào là công việc tình nguyện của họ, của họ, đúng không? Và các hoạt động câu lạc bộ của trường Vậy chúng ta sẽ điền là Another thing they can focus on is Their volunteer work Đúng không? Công việc của họ chứ không phải là của bạn nữa Đó Is their volunteer work Volunteer work Đó. And school club activities Và Các hoạt động ở câu lạc bộ của trường Next number 5, cuối cùng câu số 5. You should make sure that your resume doesn't have dadadad. Bạn nên đảm bảo rằng sơ yếu lý lịch của mình không có cái gì đó. lại không có cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ xem được thông tin trong uh, bài bài nghe của chúng ta có nói đến như sau. Đây. Finally, you should go over your resume many times and make sure that doesn't have any mistakes. Because that leave that leave a really bad impression. Cuối cùng, bạn nên xem lại sơ yếu lý lịch của mình nhiều lần và đảm bảo rằng nó không có sai sót nào vì điều đó có thể để lại ấn tượng rất xấu. Vậy chúng ta thấy rằng À, đáp án trong câu này chúng ta sẽ điền đó là à, uh, any mistakes đúng không hãy bạn nên đảm bảo rằng sơ yếu lý lịch của mình không có bất kỳ sai sót nào đó điền đáp án trong câu cuối cùng đó là any mistakes Any mistakes đó Không có bất kỳ sai sót nào học em nhé Rồi và đó chính là đáp án trong phần B Bây giờ chúng ta chuyển sang phần C Văn si có yêu cầu như sau. In Pierce, have you ever written a resume before? What good you include on your resume if you apply for a job? Hãy làm việc theo cặp. Hỏi thảo luận các câu hỏi sau đây. Bạn đã bao giờ viết sơ yếu lý lịch hay chưa? Bạn sẽ ghi gì vào sơ yếu lý lịch của mình nếu bạn nộp đơn xin việc? Vậy thì chúng ta học lớp 12 thì có thể là chúng ta chưa từng viết sơ yếu lý lịch đúng không? đó. nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà cái nội dung cốt lõi của sơ yếu lý lịch sẽ bao gồm cái gì nhỉ? thứ nhất là thông tin liên hệ này, hay là tóm tắt sơ yếu lý lịch này, uh, mục tiêu của sơ yếu lý lịch là gì này đúng không? kinh nghiệm làm việc này, học vấn này, các kỹ năng này, đó và các phần tùy chọn là có thể có thể là nói về các chứng chỉ, giải thưởng này, uh, ngôn ngữ này, sở thích này, mối quan tâm này. Uh, kinh nghiệm tình nguyện này đúng không hoặc là các ấn phẩm hoặc là các, các dự án đã làm đó vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận phần này nhé Đấy, chúng ta có thể nói như sau đây là phần uh, listening C kỹ năng nghe C Chúng ta sẽ nói là Ví dụ như là tôi chưa bao giờ ở, Chưa bao giờ viết Sự lý lịch chúng ta có thể nói là I haven't written A resume A resume But I think Nhưng mà tôi nghĩ rằng Đúng không? Uh, the core contains Những cái á uh, Uh, nội dung cốt lõi của sơ lý lịch bao gồm đó. The core contents of a resume uh, include đó, Sẽ bao gồm Chúng ta sẽ nói cái phần bao gồm ra Là có thể là có cái gì nhỉ uh, Contact information Thông tin liên hệ trước đúng không Tên gì này Tuổi bao nhiêu Đó số điện thoại, số nhà, đúng không? Tiếp theo có nói đến đó là resume, summary. đó tóm tắt sơ yếu lý lịch hoặc là có thể nói đến mục tiêu sơ yếu lý lịch, đúng không? Vậy có thể là resume, object, objective. Đó. Ngoài ra có thể nói về kinh nghiệm làm việc, work experience. Work experience, à, nói về trình độ học vấn, education, à, các kỹ năng, đúng không? And skills, à, trình độ học vấn này, các kỹ năng này. Rồi là có các phần tùy chọn có thể là gì nhỉ? The optional uh, sections are các phần tùy chọn có thể là ví dụ như là bằng cấp và các giải thưởng đúng không chứng chỉ các giải thưởng certificate certificate sorry certificate certification uh, and awards uh, and awards các giải thưởng này Uh, languages uh, Các loại ngôn ngữ mình có thể nói này Đúng không? Uh, hobbies Hobby and interest uh, Các loại sở thích Và những cái mối quan tâm của mình Hay là có volunteering Volunteering Or uh, experience Có những kinh nghiệm làm tình nguyện Đúng không? Hay là những ấn phẩm mình đã xuất bản uh, Publication And uh, project có thể là những dự án nữa. And projects. Okay, vậy đó là những phần chúng ta nên sơ lý lịch chúng ta có thể nói như sau. I haven't written a resume, but I think the core contents of a resume include contact information, resume summary or resume objective, work experience, education, and skills. The optional sections are certifications and awards, languages, hobbies and interests, volunteering experience, pub publications and projects. Rồi đó là phần listening C chúng ta vừa thảo luận xong. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo reading. Kỹ năng đọc Chúng ta cùng xem phần reading A. Hey, read the parts of a resume below. Which sentence best summarizes the person who wrote it? Hãy đọc các phần của bản lý lịch dưới đây. Câu nào tóm tắt đúng nhất về người đã viết nó? Number one. They are creative and have good time management skills and experience working part-time in an office. Họ rất là sáng tạo và có kỹ năng quản lý thời gian tốt và có kinh nghiệm làm việc nhóm bán thời làm việc bán thời gian tại văn phòng. Number 2. They are well organized and have good communication skills and experience working part-time. Họ có tính tổ chức tốt, có kỹ năng giao tiếp tốt và có kinh nghiệm tham chiếu bán thời gian. Có kinh nghiệm làm việc bán thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau uh, đọc về những phần của một cái bản sử lý lịch dưới đây nhé. Và chúng ta sẽ xem rằng là uh, họ có những cái gì. Profile, hồ sơ. Motivated and responsible high school student with great interpersonal skills. Looking for a full-time job in a customer service role in a sales company. Hồ sơ, một học sinh trung học năng động và có trách nhiệm với kỹ năng giao tiếp cá nhân tuyệt vời đang tìm kiếm một công việc hoàn toàn thời gian ở vị trí dịch vụ khách hàng trong một công ty bán hàng education nguyễn ánh school hà nội việt nam from 2019 to present achieved high grades in all subjects last year and were top of class in math and English We see excellent school reports from teachers about writing assignments and always submitted them on time. Về giáo dục, học từ học ở trường Nguyễn Ánh ở Hà Nội của Việt Nam từ năm 2019 đến nay. Đạt điểm cao trong tất cả các môn học năm ngoái và đứng đầu lớp về môn toán và tiếng Anh. Nhận được đánh giá xuất sắc của giáo viên về bài tập viết và luôn nộp đúng hạn. Experience: kinh Store worker, my store in Hanoi, from 2021 to present. Responsible responsibilities and achievements. Learned about the importance of having good customer service skills in a business by handling customer requests, handle payments, operated cash register and make sure all purchases were recorded. Sometimes manage the store alone while making sure all customers were happy. Talk to customer and co-workers daily to maintain a positive and friendly working environment. Develop a responsible mentality from having run from having run a business and manage and managing payments. Về kinh Thứ nhất là làm nhân viên cửa hàng My Store, cửa hàng của tôi ở Hà Nội từ năm 2021 đến nay, đến hiện tại. Trách nhiệm và thành tích Tìm hiểu về tầm quan trọng của việc có kỹ năng phục vụ khách hàng tốt trong doanh nghiệp bằng cách xử lý các yêu cầu của khách hàng. Xử lý các khoản thanh toán, vận hành máy tính vận, vận hành máy tính tiền và đảm bảo tất cả các giao dịch mua đều được ghi lại. Đôi khi quản lý cửa hàng một mình trong khi đảm bảo tất cả khách hàng đều hài lòng. Nói chuyện với khách hàng và đồng nghiệp hàng ngày để duy trì môi trường làm việc tích cực và thân thiện. Phát triển tinh thần trách nhiệm từ việc giúp điều hành doanh nghiệp và quản lý việc thanh toán. Tiếp theo. Nguyễn Ánh Basketball Club From 2020 to 2022 Responsibilities and achievements Played on the school basketball team for 4 years with a promotion to captain in 2021 Organized the school basketball club and contributed to helping other students learn and play basketball at the school Organized practice sessions for players and encouraged new players to participate communicated with school managers to arrange practice sessions and basketball equipment. Increase the number of students in the club by 15% by designing posters and putting them up in school. Develop interpersonal skills by building a strong relationship with club members. Tiếp theo là câu lạc bộ bóng Dổng, Nguyễn Ánh. Từ năm đến năm trách nhiệm và thành tích. Chơi ở trong câu lạc bộ bóng rổ của trường trong 4 năm và được thăng chức đội trưởng vào năm 2021. Tổ chức câu lạc bộ trong tổ chức câu lạc bộ bóng rổ của trường và góp phần giúp đỡ các học sinh khác học và chơi bóng rổ sau giờ học. Tổ chức các buổi tập luyện cho người chơi và khuyến khích người chơi mới tham gia. Liên hệ với ban giám hiệu nhà trường để sắp xếp các buổi tập luyện và thiết bị bóng rổ tăng số lượng học sinh trong câu lạc bộ lên lên 15% bằng cách thiết kế áp phích và dán chúng trong trường học. Phát triển kỹ năng giao tiếp bằng cách xây dựng mối quan hệ bền chặt với các thành viên trong câu lạc bộ. Tiếp theo Happy Home Shelter from 2019 to 2022. Responsibilities and achievements. Assisted on organizing fundraising events by promoting them and finding volunteers. Collecting and organizing weekly donations and kept an accurate budget. Learned event planning skills, including organizational and problem, so problem solving skills. Successfully organized over 10 fundraising events, which raised over $1,000 for the shelter. Tiếp theo là, là mái ấm ngôi nhà hạnh phúc từ năm một nghìn, từ năm 2019 đến năm 2022. Trách nhiệm và thành tích. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện gây quỹ bằng cách quảng bá chúng và tìm kiếm tình nguyện viên. Thu thập và tổ chức quyên góp hàng tuần và giữ ngân sách chính, chính xác. Học các kỹ năng lập kế hoạch sự kiện bao gồm kỹ năng tổ chức và giải quyết vấn đề. Tổ chức thành công hơn 10 sự kiện gây quỹ quyên góp được hơn 1.000 USD cho máy ấm. Vậy chúng ta thấy sau khi đọc xong chúng ta thấy rằng là à câu văn để miêu tả đúng nhất về người viết cái 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 um, lý lịch xin việc này đúng không? Cái sơ yếu lý lịch này đó là à họ có tính tổ chức tốt, có kỹ năng giao tiếp tốt và có kinh nghiệm tham công kinh nghiệm làm việc bán thời gian đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án số 2. Đó. Đáp án số 2 là đáp án phù hợp nhất kèm nhé. Đó là bài phần A. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần B. Phần B có yêu cầu như sau. Match the bold words in the text with their definitions. Hãy nối những từ in đậm trong văn bản với định nghĩa của chúng. Chúng ta có 5 từ in đậm và ứng với nó là năm định nghĩa chúng ta cùng xem lại các từ in đậm nhé chúng ta có năm từ in đậm trong bài có nói đến đó là các từ uh, purchases purchase mentality contribute interpersonal và từ nữa đó là từ Uh, row, row, đây, đó có năm từ tất cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem rằng là từ nào ứng với các định nghĩa này kèm nhé. nào number one, câu số một, That the act of buying, uh, hành vi mua hàng, hoạt động mua hàng và chúng ta có một từ bằng nghĩa với từ mua hàng được xuất hiện trong bài đọc đó là từ purchase. Đó. vậy chúng ta sẽ điền được đáp án câu đầu tiên đó là từ purchase, purchase, purchase. Next number two câu số 2 the position that somebody has or is expected to have in an organization or society, vị trí mà ai đó có được hoặc là được mong đợi có trong một tổ chức hoặc xã hội. Và chúng ta có từ vị trí đó là từ role. Role mang nghĩa là vai trò. Number 3. Improve or add to something. Cải thiện hoặc là thêm vào cái gì đó. Và chúng ta có từ cải thiện thêm vào cái gì đó đó là từ contribute. Contribute. Mang nghĩa là đóng góp. Next number 4. The way of thinking of a person or a group cách suy nghĩ của một người hoặc một nhóm và chúng ta có cụm từ đó là uh, danh từ mentality mentality tâm lý đúng không? tâm lý đó là cách suy nghĩ của một người hoặc một nhóm next number five connected with relationship between people gắn liền với mối quan hệ giữa con người với nhau và chúng ta có cụm từ tính từ đó là interpersonal giao tiếp cá nhân, interpersonal, đó giao tiếp cá nhân, giao tiếp giữa cá nhân với nhau, đúng không? Vậy đó chính là uh, gắn liền với mối quan hệ giữa con người với nhau. Vậy chúng ta sẽ cùng xem lại các từ mới nhé. Number one, purchase. Number two, role, vai trò. Number one, purchase là mua hàng. Number three, contribute, đóng góp. Number four, mentality, tâm lý. Number five, interpersonal, giao tiếp giữa cá nhân. Now, see. Now, read and answer the questions. Bây giờ hãy đọc và trả lời các câu hỏi sau đây. Chúng ta thấy trong bài đọc à, có 5 câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc các câu hỏi và trả lời các em nhé. Number one. What type of job is the writer looking for? Người viết đang tìm kiếm loại công việc gì? Vậy chúng ta sẽ đọc bài, chúng ta thấy rằng là à, thông tin trong bài có nói đến là người viết đang tìm kiếm công việc gì. Đây, các em có thể đọc câu đầu tiên trong bài có nói đến như sau: Motivated and responsible high school student with great interpersonal skills looking for a full-time job in a customer service role in a sales company Một học sinh trung học năng động và có trách nhiệm với kỹ năng giao tiếp cá nhân tuyệt vời, đang tìm kiếm một công việc toàn thời gian ở vị trí dịch vụ khách hàng trong một công ty bán hàng, đúng không? Vậy là à cái loại công việc mà bạn ấy đang tìm kiếm đó là một công việc toàn thời gian ở vai trò dịch vụ khách hàng trong một công ty bán hàng đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền đáp án trong câu số 1. Chúng ta sẽ nói đó là gì nhỉ? A full time job thứ nhất là một công việc toàn thời gian. A full time job. In a customer service đó. với vai trò là à, dịch vụ khách hàng đúng không service role customer service role in a sales company trong một công ty bán hàng đó a full time job in a customer service role in a sales company vậy là bạn ấy đang tìm kiếm một công việc toàn thời gian ở vai trò dịch vụ khách hàng trong một công ty bán hàng. Next number 2, câu số 2. Which of the following can be inferred from sometimes manage the store alone? Điều nào sau đây có thể được suy ra từ cái câu là sometimes manage the store alone? Đôi khi một mình quản lý cửa hàng ấy, đúng không? Năm A, they like to work alone. Họ thích làm việc một mình. B, they are responsible. À, họ có trách nhiệm. C. They don't work well in the team. Họ không làm việc nhóm tốt. Vậy đáp án phù hợp nhất chúng ta thấy đó là đáp án à đáp án B, họ là người có trách nhiệm đúng không? Mặc dù là làm việc quản lý một mình đúng không? Nhưng vẫn có trách nhiệm làm việc đến nơi đến chốn đấy đúng không? Next number 3, câu số 3. What did the writer develop from taking care of money at their place of work? Người viết đã rút ra được điều gì từ việc quản lý tiền bạc tại nơi làm việc? Vậy thông tin trong bài chúng ta thấy rằng à, người viết có nói đến như sau về việc quản lý tiền bạc. Người viết có nói là đây câu uh, câu về quản lý tiền bạc đây. Develop a responsible mentality from having run a business. And managing payments phát triển tâm lý có trách nhiệm từ việc giúp điều hành một doanh nghiệp và quản lý việc thanh toán đúng không vậy đó chính là à đó chính là một tâm lý có trách nhiệm kèm nhé vậy là về việc quản lý tiền bạc thì họ thì anh này đã được rút ra được cái kinh nghiệm đó là à, phải là có một tâm lý có trách nhiệm Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 3, đó là a responsible mentality. A responsible mentality. Next number 4, câu số 4. The word fighting in the experience section is closest in meaning to. Từ promotion trong phần trải nghiệm gần nghĩa nhất với từ nào? A. Discover something by chance. Khám phá khám phá điều gì đó bằng cơ hội. B. Discover by searching carefully. Đáp bản B. Khám phá bằng việc nghiên cứu cẩn thận. C. Get back something that was lost. Lấy lại những gì đã mất. Vậy chúng ta thấy rằng từ fighting... Từ fighting phù hợp nhất với đó chính là à, cái việc à, khám phá bằng việc nghiên cứu cẩn thận đúng không? Vậy chúng ta chọn được đáp án trong câu số 4 là đáp án B là đáp án phù hợp nhất. Tìm kiếm nghĩa là đã khám phá ra được cái điều đó cẩn thận. Thông tin trong bài các bạn có thể nhìn tìm thấy sau đây. Từ fighting. Đây. Trong đoạn cuối bạn ấy có nói đến như sau assisted in organizing fundraising events by promoting them and finding volunteers. Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện gây quỹ bằng cách là à, uh, bằng cách là à, uh, quảng bá chúng và tìm kiếm đúng không? Tìm kiếm những tình nguyện viên đó. Vậy tìm kiếm tình nguyện viên đó là à, uh, khám phá ra Khám phá bằng việc nghiên cứu cẩn thận. Next, number 5, câu số 5. Sorry, trong câu số 4, tìm kiếm những tình nguyện viên thì chúng ta không thể nói là à, khám phá bằng việc nghiên cứu kỹ lưỡng mà việc tìm kiếm thì tìm thấy thì đúng không thì chỉ là khám phá những gì đó bằng cơ hội thôi. Vậy đáp án câu số 4 đáp án A có vẻ phù hợp hơn là đáp án B các em nhé. Next number 5, câu số 5. What skills did the writer learn from running the basketball club? Kỹ năng nào mà người viết đã học được khi điều hành câu lạc bộ bóng rổ? nào chúng ta sẽ cùng nhau xem lại phần câu lạc bộ bóng rổ xem là người viết đã đã phát triển được kỹ năng gì vậy thông tin chúng ta thấy có nói đến trong uh, đoạn như sau develop interpersonal skills by building a strong relationship with club members phát triển kỹ năng giao tiếp bằng cách xây dựng mối quan hệ bền chặt với các thành viên câu lạc bộ vậy chúng ta thấy rằng đáp án phù hợp nhất đó là đó là phát triển được kỹ năng giao tiếp. Chúng ta sẽ điền đó là interpersonal skill. Interpersonal skill. Đó, kỹ năng giao tiếp cá nhân. Rồi. Đó là phần C. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần D nhé. Listen and read. Bây giờ cùng nhau lắng nghe và đọc. Chúng ta cùng nhau nghe file nghe số 62. Em cùng chú ý lắng nghe. d listen and read profile motivated and responsible high school student with great interpersonal skills looking for a full-time job in a customer service role in a sales company education wing An school hanoi vietnam 2019 to present Achieved high grades in all subjects last year and was top of class in math and English. Received excellent school reports from teachers about writing assignments and always submitted them on time. Experience Store Worker, My Store, Hanoi, 2021 to present. Responsibilities and achievements. Learned about the importance of having good customer service skills in a business by handling customers requests handled payments operated cash registers and made sure all purchases were recorded sometimes managed the store alone while making sure all customers were happy talked to customers and coworkers daily to maintain a positive and friendly working environment developed a responsible mentality from helping run a business and managing payments Wing and Basketball Club 2020 to 2022. Responsibilities and achievements. Played on the school basketball team for four years with a promotion to captain in 2021. Organized the school basketball club and contributed to helping other students learn and play basketball after school. Organized practice sessions for players and encourage new players to participate communicated with school managers to arrange practice sessions and basketball equipment increased the numbers of students in the club by 15% by designing posters and putting them up in school developed interpersonal skills by building a strong relationship with club members happy home shelter 2019 to 2022 responsibilities and achievements Assisted in organizing fundraising events by promoting them and finding volunteers. Collected and organized weekly donations and kept an accurate budget. Learned event planning skills, including organizational and problem solving skills. Successfully organized over 10 fundraising events, which raised over $1,000 for the shelter. <laughs> À, phần chúng ta vừa thực hành xong Phần đi Chúng ta vừa nghe và đọc Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé Trong đáp án trong bài số 4 này Cô có sửa lại nhé Chúng ta chọn là đáp án B là đáp án chính xác nhé Cái từ fighting Tìm kiếm Đó là việc khám phá bằng cách Tìm kiếm một cách cẩn thận nhé searching tìm kiếm một cách cẩn thận và đáp án B là đáp án chính xác trong đáp án câu số 4. Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo phần E. In peer. What part-time job or school projects have you done before? What did you learn from them? Trong phần E chúng ta thấy có hỏi như sau. Hãy làm việc theo cặp bạn đã từng làm công việc bán thời gian hoặc là dự án ở trường nào trước đây hay chưa? Bạn đã học được gì từ chúng? Ví dụ như là tôi có thể nói là à, khi tôi học lớp 11 chẳng hạn, đúng không? À, tôi đã làm bồi bàn và tôi đã tôi và bạn tôi rất là muốn có một ít tiền để mua vé xem buổi hòa nhạc. Tuy nhiên thì tất cả chúng tôi đều không có tiền. Và chúng tôi quyết định là kiếm một công việc bán thời gian ở một quán cà phê. Đó, và chúng tôi đã làm việc từ 6 tháng. Tôi nghĩ là tất cả những gì tôi cần đó là khả năng mỉm cười và lịch sự với khách hàng. Mọi thứ khác đều đi kèm với cái thực hành, đúng không? Đó, vậy là chúng ta đã học được đó là gì? Chúng ta luôn luôn phải mỉm cười với người khác, đúng không? Lịch sự với các khách hàng. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói phần này nhé. Reading E. Chúng ta có thể nói, ví dụ như là, I work as a waiter when I was in grade 11. When I was in grade 11. Uh -huh. uh, my friend and I, my friend and I are really wanted. Really wanted, uh, to have, uh, some money, to have some money, uh, to buy a concert ticket, to buy a concert ticket. À. Bạn tôi và tôi rất là muốn có một ít tiền để mua một cái vé buổi hòa nhạc, đúng không? Uh, however, we all had no money. Tuy nhiên thì chúng tôi không có tiền. Đó. We all had we all had no money We decided to get a part-time job in a cafe. và chúng tôi đã quyết định là làm một công việc bán thời gian ở một quán cà phê Đó. to get a part time job uh, in a cafe Đó. Uh, we work for six months chúng tôi đã làm việc ở đây trong 6 tháng we work for six months I think all I need it. Tôi nghĩ rằng tất cả những thứ tôi cần là khả năng mỉm cười, đúng không? E the ability uh, to smile. Uh, to smile. And uh, be polite. And be polite uh, to customer. Đó. Tôi nghĩ rằng là tất cả những thứ tôi cần Là khả năng mỉm cười Và lịch sự với khách hàng Đúng không uh, Everything Everything else Tất cả những thứ khác uh, Đi cùng với thực hành Came with breakfast Okay. Rồi đó là những cái kinh nghiệm khi mình đã rút ra được khi mình I worked as a waiter when I was in grade eleven. My friend and I really wanted to have some money to buy a concert ticket. However, we all had no money. We decided to get a part-time job in a cafe. We worked for six months. I think all I needed is the ability to smile and be polite to customers everything else came with breakfast đó là, uh, phần uh, reading e chúng ta vừa thực hành và trả lời bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo writing kỹ năng viết a read about writing a resume in english then read the the resume in the reading again and underline the past tense action verbs in the experience section. Hãy đọc cách, hãy đọc về cách viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh sau. Sau đó, đọc lại sơ yếu lý lịch ở phần đọc và gạch chân các động từ hành động ở thì quá khứ trong phần kinh nghiệm. Chúng ta cùng đọc cách uh, viết trước nhé. Writing skill, kỹ năng viết. Writing resume in English. Viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh. To write a good resume in English. You should include your Để viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh Tốt, đúng không? Thì bạn nên bao gồm one Personal details and contact information Put clearly at the top Thông tin cá nhân và thông tin liên hệ Đặt rõ ràng ở trên cùng Name, first name, last name Tên này à, Có tên và họ này Current role or position, example high school grade, high school graduate student. Vai trò, vị trí hiện tại, ví dụ như là tốt nghiệp trung học hay là học sinh này, đúng không? Phone number, số điện thoại. Email address, địa chỉ email. Number two, profile, describe yourself and your goals. Uh, profile, có mô tả bản thân và mục tiêu của bạn. For example, ví dụ. Motivated high school graduate with good English skills, looking for full-time work in the hotel industry. Ví dụ như là uh, tốt nghiệp trung học năng động này, có kỹ năng tiếng Anh tốt, đang tìm kiếm công việc toàn thời gian trong ngành khách sạn chẳng hạn. Number 3, số 3. Ba. Education background or experience. Describe your knowledge and experience. Số 3 là trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm, mô tả kiến thức và kinh nghiệm của bạn. List your educational achievements and work or other experience from most recent to oldest. Liệt kê thành tích học tập và công việc hoặc kinh nghiệm khác của bạn từ gần đây nhất đến cũ nhất, đúng không? Ví dụ: receive high score in on group projects and learn good team work skills. Ví dụ như là đạt điểm cao trong các dự án nhóm và học được kỹ năng làm việc nhóm tốt này. Answer phones and have people deal with problems with their computers. Trả lời điện thoại và giúp mọi người giải quyết các vấn đề với máy tính của họ. Organize a schedule for the school's English club and encourage other students to join. Tổ chức lịch trình cho câu lạc bộ tiếng Anh của trường và khuyến khích các học sinh khác tham gia. Note the course or job, at school, companies, club, at start and end dates. Lưu ý các khóa học hoặc là công việc này, cộng với trường học hoặc là công ty hoặc câu lạc bộ này, cộng với ngày bắt đầu và kết thúc. List some achievements, example, good grades, awards, job responsibilities. Liệt kê một số thành tích, ví dụ như là điểm tốt này, giải thưởng này hay là trách nhiệm công việc. Use bullet points and past tense action verbs. Sử dụng các dấu đầu dòng và các động từ hành động thì quá khứ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần kinh nghiệm của uh, của một cái bạn vừa nãy viết bài và chúng ta sẽ đi tìm các động từ chỉ hành động trong phần kinh nghiệm này các em nhé. Trong phần kinh nghiệm chúng ta sẽ có các động từ sau đây. Câu đầu tiên chúng ta có động từ learned, Đó, đây là chính là động từ chỉ hành động này. Câu tiếp theo chúng ta có động từ handle, operated, made, were recorded. Câu bên dưới chúng ta có từ manage. Tiếp theo có talk. Tiếp theo bên dưới chúng ta có động từ developed. Tiếp theo sang phần Nguyễn Ánh Basketball Club. Câu đầu tiên chúng ta thấy có động từ played. Động từ tiếp theo câu bên dưới có từ organized, contributed. Tiếp theo có organized, encouraged, communicated, increased developed. Và trong đoạn cuối cùng, trong phần Happy Home Shelter, chúng ta tiếp tục tìm thấy các động từ sau đây. Động từ đầu tiên assisted. Câu số 2 có động từ collected, organized, kept Câu số 3 chúng ta có động từ learned Và câu cuối cùng chúng ta có động từ organized, raised Vậy đó là các động từ trong phần kinh nghiệm của bạn Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần B Phần B trong phần kỹ năng viết có yêu cầu như sau B. Rewrite the following information so that it's suitable for a resume. Hãy viết lại các thông tin sau sao cho phù hợp với bản lý lịch. Number 1, chúng ta cùng nhìn ví dụ câu thứ nhất. I'm a responsible high school student. I have great teamwork skills. I can only work in the evenings. I want to work in a restaurant. Ví dụ, tôi là một học sinh trung học có trách nhiệm. Tôi có kỹ năng làm việc nhóm tuyệt vời. Tôi chỉ có thể làm việc vào buổi tối. Tôi muốn làm việc ở một nhà hàng. Vậy câu mẫu người ta có viết lại như sau. Responsible high school student with great team skills, looking for a part-time job in a restaurant to learn how to cook. Học sinh trung học có tinh thần trách nhiệm, có kỹ năng làm việc nhóm tốt, đang tìm kiếm việc làm bán thời gian ở nhà hàng để học nấu ăn. Đó, bây giờ chúng ta sang câu 2 nhé. I am experienced and graduated from high school. I have strong time management skills. I want to find a full-time job with an IT company. Tôi đã có kinh nghiệm và đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi có kỹ năng quản lý thời gian rất là tốt, đúng không? Và tôi muốn tìm một công việc toàn thời gian ở một công ty công nghệ thông tin. Vậy trong câu số 2 chúng ta sẽ nói lại là uh, Tốt nghiệp trung học có kinh nghiệm với kỹ năng quản lý thời gian tốt này Đang tìm kiếm một công việc toàn thời gian với một công ty công nghệ thông tin Vậy chúng ta có thể nói như sau à, Chúng ta sẽ để tính từ experience lên trước Experience high school Graduate graduates uh, with strong time management skill, with strong time management skills uh looking for a full-time job with an it company à, đang tìm kiếm một công ty, đúng không? Looking for a full-time job. A full-time job with an IT company. Đã. Tốt nghiệp trung học có kinh nghiệm với kỹ năng quản lý thời gian mạnh mẽ, đang tìm kiếm một công việc toàn thời gian với một công ty công nghệ thông tin. Tiếp theo, sang câu số 3 chúng ta có các thông tin như sau. I got a high score in my it on my university entrance exam. I also organize a math club at my school and help other students get better grades in math. Tôi đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi cũng tổ chức một câu lạc bộ toán ở trường và giúp các học sinh khác đạt điểm cao hơn trong môn toán. Bây giờ chúng ta sẽ Uh, nói về người này thứ nhất chúng ta sẽ nêu được đặc điểm thứ nhất đó là uh, nhận được điểm cao đúng không nhận được điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học vậy chúng ta có thể nói như sau uh, receive receive uh, a high score on university entrance exam university entrance exam. đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Đó, kinh nghiệm thứ hai đó là gì nhỉ? À, tổ chức một câu lạc bộ toán học và giúp các học sinh khác cải thiện điểm số của họ. Vậy chúng ta có thể nói kinh nghiệm thứ hai. Organize a math club. And help other students and help other students. and help other students improve their grade. No, no. chúng ta chỉ cần nói ngắn gọn như vậy thôi. đó nghĩa là tổ chức câu lạc bộ toán học và giúp các học sinh khác cải thiện điểm số của họ. và đó là phần writing B. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo phần speaking kỹ năng nói. A. You are going to write a resume for a job you are applying for in Pierce talk about your best characteristics and skills, your current education level, what type of role or schedule you are looking for, your most impressive educational accomplishments, and related experience. Bạn sắp xếp một bản lý lịch cho công việc mà bạn đang ứng tuyển này, làm việc theo cặp, nói về những đặc điểm và kỹ năng tốt nhất của bạn, trình độ học vấn hiện tại của bạn, loại vai trò hoặc lịch trình mà bạn đang tìm kiếm, thành tích học tập ấn tượng nhất của bạn và kinh nghiệm liên quan. Chúng ta cùng xem phần ví dụ nhé. What characteristic and skill do you have? I'm really organized and I have good relationship skills. Have you graduated or are you still studying? I'm still in high school. Ví dụ như sau. Bạn có những đặc điểm và kỹ năng gì? Tôi thực sự có tổ chức và có kỹ năng lãnh đạo rất tốt. Bạn đã tốt nghiệp hay còn đang đi học? Tôi vẫn đang học trung học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan đến những đặc điểm và kỹ năng kèm nhé. Cô đã có một bài mẫu trong phần Speaking A. Chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo bài mẫu của cô sau đây. what characteristic and skill do you have i have excellent organizational and interpersonal skills have you graduated or are you still studying i'm still in high school what type of role are you looking for i want to take part in the Youth development summer internship at atlantic company what is your most impressive academic achievement I actively seek varied teaching methods to addict, to effectively cater to different learning styles meeting each student where they are besides I volunteer twice weekly in reading remediation and mentoring programs having having worked with 15 foster children moreover I possess I, I possess proven communication skill and passion For advocacy that will support your organization's course. À, trong phần này cô có hỏi như sau thứ nhất câu hỏi là bạn có những đặc điểm và kỹ năng gì à, tôi có kỹ năng tổ chức và giao tiếp cá nhân tuyệt vời bạn đã tốt nghiệp hay vẫn còn đang đi học tôi vẫn đang học trung học bạn đang tìm kiếm loại công việc gì loại vai trò công việc gì đúng không à, Tôi muốn tham gia khóa thực tập mùa hè phát triển thanh niên tại công ty Atlantic. Vậy thành tích học tập ấn tượng nhất của bạn là gì? À, tôi đang tích cực tìm kiếm các phương pháp giảng dạy đa dạng để đáp ứng hiệu quả các phong cách học tập khác nhau. Đáp ứng nhu cầu của từng học sinh. Ngoài ra, tôi tình nguyện hai lần mỗi tuần trong các chương trình dạy, đọc và cố vấn đã làm việc với 15 đứa trẻ được nhận nuôi. Hơn nữa thì tôi có kỹ năng giao tiếp đã được chứng minh và niềm đam bê vận động chính sách sẽ hỗ trợ cho mục tiêu của tổ chức bạn. Vậy đó là một phần speaking bài mẫu chúng ta có thể tham khảo nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần B. B. Complete the table with the information you discussed in task A. Hoàn thành bảng với thông tin bạn đã thảo luận ở bài tập A. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành bảng sau đây characteristics and skills đặc điểm và kỹ năng. Ví dụ chúng ta vừa nói là có kỹ năng tổ chức và giao tiếp tuyệt vời đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền đáp án vào đây. Đó là excellent organizational skill organizational and interpersonal skill. đó là kỹ năng tổ chức và giao tiếp tuyệt vời đúng không tiếp tục education level trình độ học vấn à, ví dụ như trình độ học vấn có thể là học sinh trung học có định hướng với điểm trung bình là ba uh, năm trên 4 gpa chẳng hạn đúng không vậy chúng ta có thể nói là uh, drive in high school demand Sorry, high school student. Sorry, high school student with a 3.5 per 4.0 GPA. Đó. Type of role or schedule loại vai trò hoặc lịch trình là gì? Ví dụ như là à, tôi đang tìm cách áp dụng các kỹ năng dạy kèm và cố vấn của mình vào kỳ thực tập mùa hè phát triển thanh niên tại công ty Atlantic Vậy chúng ta có thể nói như sau. Uh, Seeking to apply my tutoring and mentorship skills to the young, uh, sorry, to the youth uh, development. Development uh, Summer Internship at Atlantic Company. Uh -huh. đang tìm kiếm các cách áp dụng các kỹ năng dạy kèm và cố vấn của mình vào kỳ thực tập mùa hè phát triển thanh niên tại công ty Atlantic chẳng hạn. Tiếp tục, education về giáo dục. Ví dụ school có thể nói như là... Uh, cô có thể lấy ví dụ nhé. School, ví dụ như Chí Linh High School. Đó, Chí Linh High School. Trường cấp 3, Chí Linh. Trung học phổ thông, Chí Linh. Đó. Date Thời gian uh, 2022 to present Đó, Từ năm 2022 đến hiện tại Đúng không? Highlights Điểm nổi bật Điểm nổi bật chúng ta có thể lấy ví dụ như là um, Nhận được học bổng toàn trường Chẳng hạn đi Đó, Chúng ta có thể lấy ví dụ là uh, Received A school Wide scholarship Đó. ví dụ nhận được học bổng toàn trường experience kinh nghiệm company or club về công ty hoặc là câu lạc bộ ví dụ như cô có một cái câu lạc bộ như là um, trợ lý toán học ảo chẳng hạn virtual math tutor Đó. trợ lý À, hay là gọi là gia sư toán học ảo Role Vai trò à, Ví dụ như là math teacher đúng không Gia sư môn toán Đó. Dates à, Thời hạn từ à, tháng 9 năm 2022 Đến nay chẳng hạn Đó. Uh, Responsibility Vậy thì có trách nhiệm là gì uh, Trách nhiệm là gì nhỉ À, nâng cao khả năng hiểu toán Thông qua các buổi học và dạy kèm Đúng không? Đó, mình có thể nói là gì nhỉ? À, increase mass comprehension Increase mass comprehension à, Tăng cái sự hiểu toán lên Đúng không? À, through online study Gì đấy, đúng không? Achievement, thành tựu Ví dụ như là thành tựu có thể nói là À, điểm kiểm tra của học sinh được cải thiện trung bình 18% phần trăm trong suốt học kỳ chẳng hạn đúng không? Uh, improved Student test score, student test score à, đã tăng điểm số của học sinh trong các bài kiểm tra. Đó. Tiếp tục experience về kinh nghiệm tiếp theo uh, company or club công ty hoặc câu lạc bộ ví dụ như là uh, gia sư Ví dụ như là công ty À một cái dự án Một cái dự à, Một cái dự án về Một dự án học thuật đi Đó, vậy có thể nói là The Academy Project The Academy Project Dự án về học thuật nhé à, Role, vai trò Ví dụ như là có thể làm tình nguyện viên Ở đây đúng không? Tình nguyện viên Volunteer à, Thời gian ví dụ như Từ tháng 6 Năm 2021 Đến tháng 8 đi Năm 2022 Chẳng hạn đúng không? Đó. Vậy ví dụ trách nhiệm của mình sẽ là gì nhỉ? À, tình nguyện viên hai lần mỗi tuần Cho các chương trình hướng dẫn và khắc phục khả năng đọc, đúng không? đã làm việc với 10 năm trẻ nuôi dưỡng chẳng hạn, đó. Đây có thể nói là gì nhỉ? À trách nhiệm đó là à, hướng dẫn và khắc phục khả năng đọc, đó. Mentor. Uh, reading đó, hướng dẫn việc đọc cho trẻ em chẳng hạn đó thành tựu đạt được ví dụ như là uh, phục vụ như một nguồn ổn định trong cuộc sống hàng ngày của họ đúng không? Uh, serve as a source of uh, da their daily life of their daily life. Đó. Uh, phục vụ như một uh, phục vụ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Đó cái việc đọc rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Đó. Vậy đấy là một cái phần uh, mẫu, phần, phần một phần ví dụ nhỏ cô có thể đưa ra, các em có thể tham khảo phần này nhé. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp tục sang phần tiếp theo. Phần useful language A. Read the useful language box and the resume in the reading again. Which of the following action verbs were used? Circle the verbs in the box below. Hãy đọc lại khung ngôn ngữ hữu ích và phần tóm tắt trong phần đọc. Động từ hành động nào sau đây đã được sử dụng? Hãy khoanh tròn vào các động từ trong khung bên dưới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các động từ nhé. Action verbs for resume writing. Động từ hành động khi viết sự yếu lý lịch. A. Grated. Chào hỏi. Top order nhận lệnh helped giúp đỡ solved complaints giải quyết khiếu nại b persuaded thuyết phục assisted hỗ trợ explained giải thích operated điều hành handled xử lý deal with requests or complaints giải quyết các yêu cầu hoặc khiếu nại maintained duy trì c Trained, được đào tạo Directed, chỉ đạo Led, lãnh đạo Motivated, động viên Guided, hướng dẫn Manage, quản lý D, developed, phát triển Increase or decrease Increase, tăng Decreased, giảm Contributed, đóng góp Earned, kiếm được Produced, sản xuất Saved, tiết kiệm. Bây giờ chúng ta sẽ xem rằng là à các động từ được được nhắc ở trong cái phần reading chúng ta có. Vậy thông tin chúng ta sẽ thấy các cụm từ sau đây. À, cô sẽ khoanh luôn các động từ các em nhé. Chúng ta thấy trong bài có câu có từ assisted hỗ trợ. Ngoài ra, chúng ta thấy có từ operated, vận hành. Handled, xử lý. Trong phần A, các từ written, took order, have, self complain không hề xuất hiện. Trong phần C, chúng ta thấy rằng có một từ đó là từ managed. Đây, chúng ta sẽ khoanh một từ manage. Trong câu có nói đến là À, đôi khi quản lý cửa hàng một mình trong khi đảm bảo tất cả khách hàng đều hài lòng đấy. Còn từ assist thì được, thì được nhắc đến trong câu là hỗ trợ tổ chức các sự kiện gây quỹ bằng cách quảng bá chúng và tìm kiếm tình nguyện viên. Còn từ handle và operate được nhắc đến trong câu là xử lý các khoản thanh toán, vận hành máy tính, vận hành máy tính tiền và đảm bảo tất cả các giao dịch mua đều được ghi lại. Và trong phần đi chúng ta thấy có xuất hiện các từ, từ thứ nhất the developed phát triển được xuất hiện trong hai câu. Đó là câu uh, phát triển tinh thần trách nhiệm từ việc hỗ trợ điều hành doanh nghiệp và quản lý thanh toán. Và câu số 2 được nhắc đến đó là phát triển kỹ năng giao tiếp bằng cách xây dựng mối quan hệ bền chặt với các thành viên của câu lạc bộ. Tiếp theo được nhắc đến tiếp theo đó là từ increased tăng tăng số lượng học sinh trong câu lạc bộ lên 15% bằng cách thiết kế áp phích và dán chúng trong trường. Và một từ tiếp theo được nhắc đến trong câu à trong bài đó là từ contributed, đóng góp. Tổ chức câu lạc bộ bóng rổ của trường và góp phần giúp đỡ các học sinh khác học và chơi bóng rổ sau giờ học. Vậy đây chính là các động từ chỉ hoạt động. Động từ hoạt động, hành động khi viết sở yếu lý lịch kèm nhé. Bây giờ chúng ta sang phần B. Phần B có yêu cầu như sau. Match the verbs in their purposes. Write a letter from A to D on the line. Nối các động từ với mục đích của chúng, viết một chữ cái A hoặc D trên dòng. Number one, for jobs in sales and customer service. Đối với công việc bán hàng và dịch vụ khách hàng, Vậy đối với công việc bán hàng và dịch vụ khách hàng, chúng ta sẽ nối với đáp án. À đó là đáp án B. Với các từ như là thuyết phục, hỗ trợ, giải thích. Điều hành xử lý giải quyết yêu cầu khiếu nại và duy trì. Tiếp tục câu số 2. To show leadership. Thể hiện khả năng lãnh đạo. Vậy với việc thể hiện khả năng lãnh đạo, chúng ta sẽ dùng các động từ đó là đáp án C. Các động từ như là trained đó, được đào tạo này hay là chỉ đạo, lãnh đạo, động viên, hướng dẫn, quản lý, đó là những động từ thể hiện sự lãnh đạo. Tiếp tục number 3. For jobs in restaurants and cafes. Dành cho việc làm tại nhà hàng hoặc là quán cà phê. Vậy với những việc làm tại nhà hàng hoặc quán cà phê, chúng ta sẽ dùng các động từ đó là đáp án A. Đó là các động từ Uh, greeted chào hỏi này đúng không nhận lệnh này giúp đỡ giải quyết khiếu nại và cuối cùng đáp number four to show achievement để thể hiện thành tích vậy để thể hiện thành tích chúng ta còn một đáp án cuối cùng đó là đáp án d đó, chúng ta sẽ dùng các động từ uh, develop phát triển này tăng giảm này đóng góp này kiếm được này sản xuất này và tiết kiệm đó là những động từ thể hiện uh, được thành tích các em nhé. Bây giờ chúng ta chuyển vào phần cuối cùng. Let's write. Cùng nhau viết. Now, write your, write your resume. Fill in the form on page uh, 1, 2, 3, 5, 2. Use the writing skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write from 118 to 200 words. Bây giờ thì hãy viết sơ yếu lý lịch của bạn điền vào mẫu ở trang 123. Sử dụng hộp kỹ năng viết, mẫu bài đọc và ghi chú nói để giúp bạn viết từ 180 đến 200 từ. Bây giờ chúng ta sẽ mở trang 123 các em nhé và chúng ta xem rằng là à, có một cái bài mẫu như thế nào. Vậy đây. À, trong file 2 trang 123 có à, nói có có một bài mẫu nhỏ ở đây đúng không? đó chúng ta có các phần thứ nhất có thể là ứng tuyển vào vị trí nào đúng không? các em có thể nhìn thấy đây đó theo số điện thoại email profile uh, education về giáo dục highlights experience kinh nghiệm person responsibilities and achievements trách nhiệm và thành tựu đã đạt được và cuối cùng additional information uh, thông tin bổ sung đúng không và bây giờ cô đã có một bài mẫu cho chúng ta tham khảo. Chúng ta cùng tham khảo bài mẫu của cô xem nhé. Cô đã có một bài mẫu nhỏ tham khảo trong phần kỹ năng viết này. Từ phần profile. Chúng ta sẽ cùng nhau xem bài mẫu của cô như sau. Profile: Driving high school student with a 3.5 or 4.0 GPA, and excellent organizational and interpersonal skills, seeking to apply my tutoring and mentor and mentorship skills to the Juice Development Summer Internship at Atlantic Company. Possess proven communication skill and passion for advocacy. that will support your organization's course. Thứ nhất về lý lịch cô có viết như sau. Về hồ sơ cô có viết như sau. Học sinh trung học định hướng với điểm trung bình từ 3 trung bình là 3,5 trên 4.0 và kỹ năng tổ chức và giao tiếp cá nhân xuất sắc. Đang tìm kiếm cách áp dụng các kỹ năng dạy kèm và cố vấn của mình vào kỳ thực tập mùa hè phát triển thanh niên tại công ty Atlantic. Và có kỹ năng giao tiếp đã được chứng minh Và niềm đam mê vận động chính sách Sẽ hỗ trợ cho mục tiêu của tổ chức bạn Education Hai bài Trưng high school Hà Nội Việt Nam From 2022 to present 3.5 GPA Made honor at the beginning of the school year 2023 to 2024 Received a school-wide scholarship Về giáo dục học tại trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Từ năm 2022 đến nay, điểm trung bình là 3,5, đạt danh hiệu danh dự đầu năm học 2023-2024 và nhận được học bổng toàn trường. Experience, kinh nghiệm Virtual Math Tutor, September 2022 to present Responsibilities and Achievements Work with three students each semester To integrate mass comprehension through online study and tutoring session each lasting two hours, improve students' test score by an average of eighteen percent over the course of the semester. Actively seek varied teaching methods to effectively cater to different learning styles, meeting each student where they are. Tiếp theo về kinh nghiệm. Thứ nhất đó là làm kinh nghiệm gia sư toán ảo từ tháng 9 năm 2022 đến nay. Trách nhiệm và thành tích. Làm việc với 3 học sinh mỗi học kỳ để nâng cao khả năng hiểu toán thông qua các buổi học và dạy kèm trực tuyến, mỗi buổi kéo dài 2 giờ. Điểm kiểm tra của học sinh được cải thiện trung bình 18% trong suốt học kỳ. Và tích cực tìm kiếm các phương pháp giảng dạy đa dạng để đáp ứng hiệu quả các phong cách học tập khác nhau, đáp ứng nhu cầu của từng học sinh. Dự án tiếp theo Volunteer The Academy Project Dự án làm tình nguyện, tình nguyện viên của dự án học viện. From June 2021 to August 2022 Responsibilities and achievements Volunteer twice weekly in reading remediated Remediation and mentoring programs, having worked with 15 foster children. Assist children in reading and development of literacy skills, fostering a love of learning. Provide support to children, serving as a source of stability in their daily life. This is the dự án tình nguyện viên của dự án học viện. trách nhiệm và thành tích tình nguyện hai lần mỗi tuần trong các chương trình dạy đọc và dạy kèm đã làm việc với 10 năm trẻ nuôi dưỡng hỗ trợ trẻ đọc và phát triển kỹ năng đọc viết nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập và đã cung cấp hỗ trợ cho trẻ em đóng vai trò là nguồn ổn định trong cuộc sống hàng ngày của chúng và đó là một phần à, à, kỹ năng viết cô đã viết mẫu cho các em về phần à, một cái phần sơ yếu lý lịch của các bạn để xin việc và bài học trong phần là trong phần bài số 3 ngày hôm nay chúng ta đã học được thứ nhất đó là về phần kỹ năng viết chúng ta đã học được kỹ năng viết thư xin việc đúng không và tiếp theo chúng ta đã học được cách nói về những bằng cấp và những kinh nghiệm của chúng ta để xin việc cho nhà tuyển dụng và bài học phần bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé goodbye